sau đó rồi là bé nó chèn cái mạch máu lên chân nó phù. Mà nó vẫn không ra đó. Trời, cứ đi rồi uống đủ thứ cái hết. Xong bác sĩ thôi bây giờ bác sĩ nói là sẽ cho em lọc ối để cho nó nhanh hơn. Lọc ối rồi vẫn cũng nhích ra được có 1 phần rưỡi, gần 2 phần. Cho tới ngày 14 thì cũng lại thăm khám. Thì bác sĩ nó bị rỉ ối, phải đi mổ. Là tổng cộng cái chuyến nghỉ dưỡng đó tới thời điểm đó là bao nhiêu ngày? Nghỉ dưỡng từ ngày 5 tới ngày 14. Chứ làm gì đâu. Em lên đúng em đi ăn nghỉ. Đi chơi. Một, nghỉ, có nghỉ không nghỉ, vô trong đó ai cho làm việc nữa. Hai là dưỡng chứ gì nữa. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì nó có cái điều cái thú vị là nó gần tới cái ngày anh em đám cưới. Trời ơi, mẹ em vừa chăm em trong kia cuối cùng phải đem thiệp cưới vô bệnh viện nhiếc luôn. Ngồi cho bệnh viện nhiếc thiệp cưới luôn. Còn em thì cứ tơn tơn đi ăn cái đó. Và y tá bác sĩ nói, ủa em cứu xanh hả? Thôi cố gắng nha, chỗ bé này ở lâu quá. 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 Tới ngày 14 thì sáng thăm khám bác sĩ bị rỉ ối rồi. Bắt vô nằm đo tim hai luôn. Cái vô nằm đo hồi bác sĩ nói, thôi bây giờ em ra em ăn, mang miếng cháo uống sữa đi rồi. Em sẽ chào tất cả. Dạ, em tên là Tường Vi. Năm nay em bao nhiêu tuổi và được mấy bé rồi? Dạ, em 25 tuổi, em được một bé. Bé gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi rồi hả? Quý vị có thể thấy đó là một gương mặt rất là quen thuộc với những cái video clip làm những cái công việc mà hoàn toàn bằng cái đôi chân của mình. Bởi vì bạn có một cái khiếm khuyết về cơ thể, đó là đôi tay không có được như những cái người khác. Bây giờ cho chị hỏi chút xíu về cái chuyện đời tư chút xíu, đó là cái hoàn cảnh của mình như thế này thì chị đang không biết là với đôi tay này thì nó như thế nào mà em như vậy? Em bị bệnh cái năm em còn nhỏ. Từ lúc nhỏ hả? Dạ đúng rồi. Mà mình có nghe mẹ kể là lúc đó là mình tầm khoảng bao nhiêu tuổi không Vi? Lúc đó thì em có hỏi mẹ thì mẹ kêu tầm 5-6 tuổi gì đó. Và nó bắt đầu bằng những cái biểu hiện là em có sốt đúng không? Sốt xong rồi sau đó là đêm đó tự nhiên bị co giật. Cái là đưa đi bệnh viện. Thực sự thì phải chia sẻ rằng là hồi nãy khi mà Ngọc Lan giới thiệu, mắt Ngọc Lan long lanh lắm thì chị cũng không biết là ai. Nhưng mà khi Vi bước ra đây thì chị phải thừa nhận rằng là chị đã sử dụng khá là nhiều các clip của Vi để sử dụng trong dạy học thôi. Bởi vì bản thân tất cả những cái chia sẻ của em và cái biểu hiện của em thật sự nó là một câu chuyện cực kỳ tích cực. Và ở đây vấn đề không phải là thuộc về sự khiếm khuyết mà vấn đề đây thuộc về thái độ. Và điều đó nhiều khi chị nghĩ là chị cũng thực sự rất là nể em. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái hành trình của bao nhiêu bà mẹ khác ở đây. Bởi vì ở cái ghế này thì mẹ nào cũng được chào đón như nhau hết. Thậm chí bữa nay là chị cũng còn chào đón em nhiều hơn nữa. Rồi, thế thì cái thời điểm mà mình biết rằng là con đã đến với mình thì nó diễn ra như thế nào Vi? Quá trình mà khi em biết á, thì lúc đó bé đã được 4 tháng rồi. Nhưng mà trong vòng đó em không hề hay biết gì hết. Em vẫn hoạt động như bình thường mà nhiều khi còn chơi giỡn nhảy hấp tấp luôn hết. Sau đó thì cũng thấy lạ, rồi cũng bạn bè cũng có số bạn kêu không có đó đó, em không mà sao có được. Tại vì như bản thân em á là nhờ, ngay từ nhỏ tới lớn thì cũng bệnh cái này nhiều, vừa uống thuốc uống rất là nhiều, khi là bác sĩ cũng đã từng nói là em rất là khó có con và có thể là không có được luôn. Mọi người nói với em cũng phân vân, em mới mua que về em thử. Em đi mua que thử 2 vạch, cái em còn nghĩ trời đúng thá. Tại vì thường thường que người ta nói là không có chính xác hẳn đó. Em nói là gì thì gì, vẫn là một câu chuyện rất cũ. Không có tin, không có tin cho que thử thai. Cũng im ra 1 tuần á. Cái cũng coi là ủa quan là thử lên 2 vạch. Dạ đúng rồi. Và đinh ninh là cái que nó bị hơn. Đúng rồi, nhưng mà cưng quá. Cũng im. Xong cũng nghĩ chắc có. Cũng có vân vân thôi, để im trong 1 tuần chưa có nói ai hết. Xong rồi bắt đầu em mới coi lại những cái biểu hiện cũng giống giống. Tại vì cứ ăn vô rồi mình ăn rồi mà lúc sau mình cảm thấy là hơi bị đói rồi cùng cao. Cái phần bao tử mình nghĩ chắc bị bao tử thôi chứ không nghĩ là em có. Đó thì tuần sau mới kêu mẹ lên nói mẹ này. Kêu mẹ lên phòng nói, kêu mẹ lên nói gì cứ ngồi cũng ấp ấp úng mà vừa cười quá ấp úng. Mẹ nói gì đó mà hôm nay ấp ấp úng như vậy. Em kêu em mới nói mẹ con em chỉ vô một. Mẹ mới nhìn có không kêu dạ đúng rồi. Thì sao biết? Dạ con thử quê mấy vạch. 2 vạch thì mẹ cũng có kêu là nói với lại trai thì em mới nói. Tại vì em có suy nghĩ em không muốn, tại vì lúc mà cái suy nghĩ của em á, ngay từ cái thời mà em 16-17 tuổi á, là em có cái suy nghĩ em nói với mẹ là mẹ em muốn con, chỉ muốn có con thôi, không muốn có chồng. Nên mình không muốn gắn mình với một người đàn ông. Đúng rồi. Lý do tại sao em có cái suy nghĩ như vậy?
thì em cũng nhìn thấy rồi cũng biết rồi. Thật sự là phụ nữ mình đó, có nhiều người họ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà họ vẫn đổ vỡ trong chuyện tình cảm, và có thể người đàn ông cũng không yêu thương họ trong khi họ cũng rất là tuyệt vời, thì hốt chi em như vậy nữa. Nên là em cũng kiểu như là thôi, nản thà là mình vậy thì còn hơn mình dính vô mình thì khổ. Và mẹ em cũng đồng ý với cái điều đó với em, là em chỉ cần là em cảm thấy là em vui hạnh phúc là được. Cái suy nghĩ đó của Vi thì nó rất là hiển nhiên. Chúng ta sẽ luôn tự trả lời bản thân mình là ai để mình hay đưa ra các cái quyết định, thì chị có thể hoàn toàn thông cảm với cái kiểu suy nghĩ đó của em. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thường nó sẽ được thay đổi khi mà mình gặp được một người, và rõ ràng là lúc đó là em đang có đối tác, đúng không? Bản thân em có tin vào ba của bé tại thời điểm đó mà em quyết định là không nói? Cái mối tình em với lại cái người bạn trai đó thì nếu nói năm na ngắn gọn hơn là giống như chuyện cổ tích. Rất là nhiều người ủng hộ và tất cả mọi người đều biết, tại vì em thì cũng làm trên một cái app live và đó là rất là nhiều người biết, thì mọi người đều ủng hộ hết. Sau đó thì có nhiều biến cố xảy ra, thì mình cũng thấy người đó có vẻ như thay đổi khác. Bắt đầu em mới suy nghĩ lại, bắt đầu là quyết định em với người đó dừng, không quen nữa. Dừng rồi hai đứa cũng không nói gì với nhau nữa. Một tháng sau thì tự nhiên em biết tin có. Cho nên là em quyết định là thôi, đứa bé ấy là của mình. Dạ đúng rồi. Và hai mẹ con mình sẽ có cái hành trình với nhau. Bà ngoại ủng hộ không? Bà ngoại ủng hộ cái việc là em im lặng không? Lúc đầu thì bà ngoại không muốn. Bà nói thôi bây giờ phải nói đi. Nói đi, không cưới làm tiệc cũng được. Xong rồi, muốn sao người đó sao? Muốn đi đâu đi, làm gì là mình nuôi con thôi. Cái tối đó cũng có nói, thì khi em nói thì cái người bạn trai đó thì cũng biết, thì anh có nói một câu, đừng giữ đi, đừng giữ đi. Cú đó chốt đơn được rồi em. Em mới nói là anh không giữ thì em giữ, đúng, em nuôi với em, đâu bắt anh nuôi, em chỉ nói cho anh biết là có sự hiện diện thôi, còn anh lo hay không là chuyện của anh, em không quan tâm. Hay là quá Vi ơi. Thực ra chỉ cần một suy nghĩ thôi quý vị. Chúng ta khó để nói về hạnh phúc bền lâu, cái chuyện này không có ai cam đoan được hết. Cho nên những cái đổ vỡ sớm muộn hoặc là nó rơi vào cái thời điểm nào đó, đôi khi nó nhiều kịch bản lắm, nhưng mà cái cuối cùng cái quan trọng nhất là gì, là cái hành xử của người trong cuộc. Các bạn phải hình dung được rằng cái câu chuyện làm cha hoặc làm mẹ thì ai cũng có trách nhiệm hết. Mà nếu như người bên kia họ miễn trừ trách nhiệm của họ thì còn trách nhiệm của mình. Rồi bây giờ chúng ta hãy tiếp tới cái giai đoạn rằng là dưỡng thai đi. Em cái gì cũng ăn, không có ngán. Mà em chỉ tức có một cái là ăn no rồi, nhưng mà trong vòng một chút xíu cứ cảm thấy mình còn đói nữa đó. Mà mình muốn ăn nhưng cái bụng nó căng, nó no không có chịu nổi. Mà ăn vô nữa thì sao chịu nổi, mà nó no là mình thở không được, tức. Cứ giờ sao trời, giờ không ăn thì nó khó chịu quá, mà ăn vô cũng khó chịu đó. Bây giờ cũng không biết sao, thế là mẹ cũng cứ mua đồ ăn vặt một bịch để trên bàn, cứ vào bụng miệng lôi ăn. Cái quá trình mà đi khám thì có một cái quá trình là xét nghiệm máu của mẹ này kia đủ xét nghiệm hết, thì em nghe một tin dữ. Bác sĩ nói là bé có nguy cơ bị đau. Em nghe là nhớ là tiếng sét, em bàng hoàng lúc quá. Sau đó em tỉnh lại rồi thì em cũng có suy nghĩ, nếu mà thật sự như vậy em sẽ không giữ bé, vì không muốn bé khổ nữa. Thế thì bây giờ bác sĩ nói bây giờ cho một cái đơn đi lên trên Tự Vũ xét nghiệm kỹ hơn. Thì mẹ em mới chở em lên trên Tự Vũ. Lên thì lại nghe thêm một cái tin bác sĩ nói nữa là bây giờ có hai cách xét nghiệm. Một là một cái cách nó mắc hơn nhưng nó an toàn. Hai là rẻ hơn nhưng mà nó nguy hiểm cho mẹ và bé. Thì cái cách mắc hơn thì nó chỉ có 90% thôi, còn 10% phải đợi sanh bé ra. Đúng rồi. Thì em nói trời, em đâu có muốn gì đó. Còn cái kia thì 100% nhưng mà nó có nguy cơ nguy hiểm cho, có thể là sẽ mất bé và có thể là mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm luôn. Đó, em mới nói em quyết định liều. Em nói là em muốn bé 100%. Nguy hiểm thì chịu, thì bây giờ con mẹ mình chờ cho trời nuôi rồi. Em ấy luôn thì xét nghiệm xong rồi bác sĩ có nói nếu mà bị trường hợp ói mửa hay một cái trường hợp gì đó phải đi bệnh viện gần ngay đó. Thì lúc mà đi về thì em ói rất là nhiều. Mẹ nói là mẹ không lo, nhưng mà ói đâu một chặt thì lúc đó em ngưng, em nằm em nghỉ đi, em lại bình thường, không sao nên thôi,
không có đi bệnh viện gần đó luôn. Một tuần sau lên thật sự lại bắt đầu bước vô phòng bác sĩ kia thêm rung. Rung mà coi như là không thể nào tả được. Bác sĩ báo bé bình thường không sao nha. Em với mẹ giống như là đang ở dưới thảm mà được lên nổ nó nhẹ, cái người mà nó nhẹ xuống. Cái ra mẹ thở phào, mẹ nói trời may quá. Đó, may quá. Dự sanh của em là ngày 15 tháng 12. Nhưng mà cái ngày gần đó đó là ngày 5 tháng 12 em đi tái khám. Bác sĩ bắt nhập viện luôn. Tại vì đo tim thai không có ổn. Rồi thấy bụng em gò quá. Mà vô khám thì kêu là tử cung nở một phân rồi. Nên là thôi. Nghĩa là con muốn ra sớm rồi. Nhưng mà không. Vô nằm viện em nằm với tới ngày 14 rồi. Kiểu giống như muốn nghỉ ngơi hay sao. Vô trong đó là sáng nào cũng thăm khám, cũng đo tim thai, không ra. Bác sĩ có gọi là có cái lo lắng nào về cái câu chuyện thể trạng của mình không? Nói là em hơi yếu. Nên là nếu mà sanh mổ thì cũng khá là không tốt. Nên bác sĩ nói thôi bây giờ bé hiện tại trong khoảng thời điểm đó, lúc mà em vừa nhập viện khám thì bé chỉ có 2,6 kg thôi. Nên khuyên em sanh thường đi cho nó vừa khỏe cho mẹ và khỏe cho bé luôn. Cái chân em lúc đó là nó phù. Nằm á? Không, em đi nhiều, bác sĩ nói nó phù vì do bé đụng vô đầu nó được rồi. Đó, chạm vô đầu nó rồi, bé nó chèn cái mạch máu lên chân nó phù. Mà nó còn không ra, trời cứ đi rồi uống đủ thứ cái hết. Xong bác sĩ nói thôi bây giờ, bác sĩ nói là sẽ cho em lọc ối để cho nó nhanh hơn. Lọc ối rồi vẫn cũng nhích được có 1,5 phân, gần 2 phân. Cho tới ngày 14 thì cũng lại thăm khám. Thì bác sĩ nó bị rỉ ối, phải đi mổ. Là tổng cộng cái chuyến nghỉ dưỡng nó tới thời điểm đó là bao nhiêu ngày? Nghỉ dưỡng từ ngày 5 tới ngày 14. Chứ làm gì đâu. Em lên đúng em đi ăn nghỉ. Chơi. Một nghỉ, có nghỉ không nghỉ, vô trong đó ai cho làm việc nữa. Hai là dưỡng chứ gì nữa. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì nó có cái điều cái thú vị là nó gần tới cái ngày anh em đám cưới. Trời ơi, mẹ em vừa chăm em trong kia cuối cùng phải đem thiệp cưới vô bệnh viện nhiếc luôn. Ngồi cho bệnh viện nhiếc thiệp cưới luôn, còn em thì cứ tơn tơn đi ăn cái đó. Bà y tá bác sĩ nói ủa em chưa sanh hả, thôi cố gắng nha, chỗ bé này ở lâu quá. bé này ở lâu quá Tới ngày 14 thì sáng thăm khám bác sĩ bị rỉ ối rồi. Bắt vô nằm đo tim thai luôn. Cái vô nằm đo hồi bác sĩ nói thôi bây giờ em ra em ăn mang miếng cháo uống sữa đi rồi vô đại lại. Em ra em ăn, em cũng uống sữa nhưng mà em ăn bánh. Vô bác sĩ kêu trời kêu ăn cháo sao ăn bánh. Dạ không, nó nhỏ lắm. Bác sĩ, nó nhỏ lắm hả em? Bác sĩ cũng nhấn lại, kêu dạ thôi bây giờ em vô nằm đi để đo tim thai là 9 giờ là ra ăn xong rồi em vô là nằm luôn cho tới chiều. Nằm vô đo xong rồi bắt đầu vừa vô nằm là đã cho thở oxy rồi. Bác sĩ con nó chết rồi. Bây giờ cái này mà vô mổ có vấn đề gì nguy hiểm là không biết làm sao. Tại vì tay em á, cái ven á, khó lấy. Đúng rồi. Đó, lấy vô á, máu nó ra cà rỉ nó không có vô được ốc. Tại vì lúc đó là cần lấy máu em đi xét nghiệm. Giờ rút cho tay không được, cái phải rút ra tay bên này cũng không được. Thế là chuyển xuống chân, cái giờ cái chân nó lại bị phù. Là không thấy cái mạch, không thấy cái gì đâu hết rồi, giờ tiêu rồi, giờ không biết sao. Chân lại cứ ghim bên này, ghim ra ghim vô. Cái tới chân bên này, cái ghim đang vô, cái trúng được, hên quá. Cái lấy, thì nó kêu giờ làm sao mà chuyện dịch đây. Bác sĩ mà đỡ cho em thì mới lên cổ luôn. Ghim vô cổ luôn. Đó là ghim dịch, truyền dịch để kích cho em sanh á. Là vô cổ, tới phút cuối cùng bác sĩ vẫn muốn em sanh thường, không muốn cho đi mổ. Nên là truyền dịch để kích cho sanh luôn. Bác sĩ cứ vô khám nó vẫn kia chưa nở hẳn, vẫn cứ nhích được có 1 phân, 2 phân mấy thôi. Bác sĩ mà vô mà đỡ cho em, bác sĩ nói bây giờ em không có sanh thường được, nó vẫn không chịu nở. Bây giờ anh cho đi mổ. Thì vô bắt đầu tim tê cho em. Tim tê xong rồi để em nằm xuống thì đang rất là bình thường, chuẩn bị bắt đầu bác sĩ chuẩn bị mổ. Huyết áp tăng lên 200. Wow. Nguyên cái phòng la làng. Trời ơi sao mà thắng dữ vậy? Em sợ hả hay là sao? Em bình tĩnh lại đi chứ, huyết áp tăng này không có thể nào được. Rất là nguy hiểm. Em nói em không có sợ, chắc em đau quá. Thì vì đang bình thường giọng 200. Cái bác sĩ mới bắt đầu chấn an, mới từ từ cái nó tuột xuống từ từ. Nó tuột lại thì bắt đầu bác sĩ mới rạch. Nhắc cái giúp mình biết rồi. Và mình thấy hơi rát rát. Trời ơi vậy. Không ăn tê. Nó tê là đụng chân em. Em không hề cảm giác gì hết. Không nhấc được, không gì hết. Nhưng không hiểu sao phần bụng không lên tới bụng. Em vẫn có cái cảm giác. Trời ơi, em thấy trời hơi cái rát. Cảm giác nó khủng khiếp. Rất là mình, em nghĩ hơi rát rát nha. Cái bác, em thấy là cảm giác là bác sĩ băm bụng mình ra. Cái nhấc lên như này.
khoan từ từ đó em hơi đau nha, hơi đau thôi cũng chưa hẳn là đau lắm. Bác sĩ nói khoan từ từ đó, em thấy hơi đau. Bác sĩ nói em đau hả, em cảm giác nào? Dạ có hơi rát rát. Bác sĩ nói bây giờ em cho anh 2 phút anh lấy em bé ra thôi. Mà em nói khoan từ từ đã, đau. Đi mổ mà mình cứ kêu từ từ. Cái một hồi thì em liệm đi. Em biết là em liệm đi. Đó tới khi mà xong rồi cái y đám kêu em ơi em sanh với trai nha, 2 ký 9. Cái em nói em cũng gật em dạ. Thì em mới nhìn lên cái đèn thấy bác sĩ đang may. Là đang may, may từng mũi từng chậm mà em thấy được trên đèn luôn. Em vẫn nhìn là con bác sĩ may sao luôn. May xong rồi vẫn biết bác sĩ đang may từng kim. Cái em nghĩ ủa con tôi đâu. Tôi nhớ là đã hả thấy là em nghĩ là cái gì mẹ với con là được khi mà sanh xong á, da kề da, da kề da. Ủa vậy con ở đâu, con ở đâu kỳ vậy, ủa sao không thấy, không đưa cho tôi nhìn mặt con cũng thấy vậy rồi đúng không. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn mê á, mẹ cũng ngủ tiếp thôi, kệ ngủ tiếp. Cái cho tới phải 10 giờ tối mới được gặp bé. Nửa tháng mình ở trong bệnh viện thì mình đúng là nghỉ dưỡng nha mọi người. Rồi bây giờ mới tới cái giai đoạn là đoạn trường nè. Về nhà. Về nhà. Cũng mới sanh xong, một tuần sau đó là em đã tắm gội rồi. Đó thì cứ cách một ngày là em phải tắm một lần. Cứ tới ngày tắm gội á thì mẹ sẽ là người tắm gội cho em. Riêng cái quá trình mà lúc em còn mang thai á là cái bụng nó là to quá rồi em không thể nào tự gội được rồi, là em đã nhờ mẹ rồi. Thì sau này về vết mổ nữa nên là mẹ là người vẫn sẽ tắm gội trong suốt quá trình, mà khi nào em cảm thấy em ổn, em tự làm được. Thì cứ tới giờ thì mẹ cứ tắm gội rồi mẹ lo cho bé. Nhưng mà lúc đó về vết mổ em vẫn còn chưa có ổn. Nên là em cũng sử dụng chân mà. Chưa có ổn thì khi mà em chăm bé, em làm gì cho bé nó vẫn còn rất là đau. Tại vì sử dụng chân em đưa lên xuống rất là đúng đau. Rồi, phải gồng cái cơ, nếu mà dùng chân là phải gồng cái. Rồi sau đó rồi cái vết thương như vậy thì khi nào nó mới ổn cho em? Em về nhà em dưỡng thì một tháng sau nó mới ổn á. Lâu lâu vẫn hơi thốn nha, mà đúng nó ổn rồi. Em còn sử dụng được. Trong quá trình đó thì chăm bé thì mẹ tắm rửa cho bé, mẹ lo cho bé, mẹ thay tã. Còn lúc nào mà không có người đó thì em sẽ bất đắc dĩ em sẽ làm từng chút. Nhưng từng mà vẫn chút. Đau nha, đau đúng nhưng vẫn phải ráng làm. Mà bé em nó chơi cái là nó không khóc, không quấy nha. Nó ngoan cái vậy nhưng mà 2-3 giờ sáng nó dậy chơi. Mình phải thức với nó. Mà nó thức cho tới 5-6 giờ sáng mới ngủ lại. Nó xuyên suốt thì em bắt đầu vô cái chạy về stress. Đúng rồi. Tại vì kiểu bị mệt quá mà mình stress chứ em cũng không suy nghĩ gì. Thì bắt đầu là tối, là tại vì đêm á thay vì mình ngủ ấy, mà bây giờ bé nó cứ thức dậy các em suy nghĩ nhiều. Cái nhìn con, cái rồi mình cũng suy nghĩ là giờ sanh một đứa bé riêng bị một tháng là nó phải một mình nó là tốn 5-6 triệu rồi. Em thì làm thì có thể là trong khoảng thời gian vẫn lo được. Nhưng mà lỡ công việc mình trục trặc cái gì đó rồi mình không thu nhập ổn sao mình lo đây. Mà gia đình thì em cũng không thể nào nhờ. Tại vì em có tính là em tự lập, em không muốn nhờ gia đình. Em thì lại không muốn con mình nó thiếu thốn tiền cái gì vậy hết. Rồi mình suy nghĩ rồi mình bây giờ phải là sao ta, lỡ thế này lỡ thế kia. Cái bắt đầu cảm thấy mình bất lực, cảm thấy đôi khi mình vô dụng quá. Mình giống như một cái gánh nặng của người khác vậy. Thì bây giờ mình có thêm con nữa, rồi lỡ khi mà mình không có lo được cái mẹ phải lo nữa. Thế là bắt đầu suy nghĩ không hay. Nhiều khi nhìn nó tự nhiên con nó o e nó mà khóc, tự nhiên mình muốn kiểu như là làm một cái hành động gì đó với con xong mình đi luôn. Cái giống như là chợt giác em tỉnh lại. Ơi bậy không được, trời mình đang nghĩ cái gì vậy, sao mình như vậy được. Thế là mình quay mình nói chuyện với con. Rồi mình lấy điện thoại mình quay clip, mình làm đủ trò cho con đó. Mình quay cái này quay cái kia, mình nói chuyện mà cứ xuyên suốt cả tháng trời như vậy. Em có chia sẻ với mẹ hoặc là với ai về cái tình trạng đó không? Trong gia đình không ai biết hết. Tự một mình em ấy luôn. Mẹ không hề biết một cái gì. Tại vì ban ngày em vẫn nói cười vui vẻ, vẫn chơi với con, vẫn rất là bình thường. Nhiều khi là bé nó thức dậy là sáng em ngủ, tới trưa em như vậy em uống rồi coi con chơi vậy thôi. Chứ em không có một cái biểu hiện gì hết. Mà tới đêm về có một mình hai mẹ con là em. Đến khi nào thì cái điều đó nó tạm giải quyết được? Sau một tháng đó là bắt đầu là mà bé nó cũng được một tháng hơn, nó ổn, bắt đầu giấc ngủ cũng ổn. Em thì cũng ráng trấn tĩnh và bắt đầu em vô công việc luôn. Bắt đầu em làm việc lại. Vậy thì Vi, một hành trình thật sự dài, chị nghĩ nó dài. Thì cái gọi là đến thời điểm này, cái gọi là cái điều đáng giá nhất á, mà em cảm thấy là với cái hành trình mà mình đi cùng với con như vậy á, nó nằm ở đâu? Hiện tại nếu mà nói một cái điều mà đáng giá nhất thì em lại cảm thấy là con của em. Tại vì nó xuất hiện với em, nó
quá ly kỳ mà nó cũng quá bất ngờ. Em không thể là nhiều khi bây giờ em nhìn con em ấy, trời đâu ra chui ra trời. Chị tin điều đó và chị cảm nhận được điều đó. Và cũng không thể nghĩ là tại sao mà tới bây giờ vẫn thắc mắc tại sao một 4 tháng được. Vẫn còn ấm ức cái đoạn đầu không tới giờ. Không ai giải thích được cho mình tại sao mà mình vẫn như vậy mà mình khác với người một ta. Một câu hỏi lớn để dành lại cho các bác sĩ sản khoa. Thực ra bạn Nhi An ngồi đây thì bạn Nhi An không đủ chuyên môn bởi vì nó là thuộc về một câu chuyện khác. Có một cái chuyện như thế này mà chị nghĩ là rất là nhiều mẹ bỉm cũng rất là thắc mắc và tò mò. Đó là cái hành trình chăm con của em á, dĩ nhiên là nó sẽ khó khăn hơn so với lại các mẹ khác. Vậy thì em làm cái điều đó như thế nào? Và có bao giờ những cái khiếm khuyết của em á, nó là một cái sự cản trở trong cái việc mà em chăm con hay không? Và nó có xảy ra một cái vấn đề gì hay không? Không chị. Tại vì cũng có khá là gì nói, ủa em như vậy sao mà em chăm bé rồi nhưng mà em được cái là ngay từ cái thời em còn nhỏ là năm em 11 tuổi là em đã phải chăm hai em gái em. Đó, sau khi chăm hai em gái thì sau này lớn lên tầm cái năm đó là em không nhớ rõ là năm bao nhiêu, thì lúc đó em cũng mười mấy á, em đã có một cái hành trình là em ở trong nhà dòng mà trong đó thì chăm những bé mồ côi, bé sơ sinh nhỏ, và em đã vô đó em phụ em chăm trong đó rồi. Nên là cái việc chăm bé từ sơ sinh cho tới lớn thì em rất là rành. Đã được tập, dạ, đã được trải nghiệm. Ôi, nó thành một dạng năng lực rồi. Hay quá. Đây là khi em chăm bé em nó rất là bình thường. Chỉ có cái nhiều khi bé quậy á, mình la nó. Đó, la mà mỗi lần em cầm cây lên là anh ôm đít anh chạy. Còn mà ví dụ anh không thích gì là gì? No. Đó, không, hoặc là ăn cho ăn cái gì mà bắt đầu không muốn ăn gì? No. Bây giờ thì kết thúc chương trình thì em sẽ có những cái lời nhắn gửi nào gửi đến cho ai? Em hãy nhìn thẳng vào máy này nha. Em có cái lời nhắn gửi đó là cho mẹ. Thì em cũng chỉ biết nó là cảm ơn mẹ rất là nhiều trong suốt quá trình từ lúc mà con mang thai cho tới khi con sanh bé. Thì mẹ là người luôn ở bên cạnh và chăm sóc, lo lắng và nói chung là cũng có chút xíu tâm sự. Tại vì em là một người là thổ lộ ra, nhưng mà mẹ người, nói chung là bây giờ em cũng không biết phải nói cảm xúc gì, là cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và nếu con có làm gì cho mẹ buồn thì mẹ cũng bỏ qua cho con. Cảm ơn em. Thật sự là hôm nay chị rất là bất ngờ bởi vì chương trình mời được em đến tham gia, bởi vì chị nghĩ rất là khó để mời bạn này vì nhiều lý do, nhưng mà em đã đến tham gia thì tức có nghĩa chắc có lẽ là em cũng có xem chương trình và cũng có yêu mến chương trình. Và cảm ơn câu chuyện của em, cảm ơn cái năng lượng cực kỳ tích cực của em mang đến cho chương trình và mang đến cho khán giả. Em nghĩ là cái nguồn năng lượng này nó không phải là bắt đầu đến chương trình thì bạn mới mang đến đâu, mà bạn đã lan tỏa cái năng lượng của bạn cho rất là nhiều người ở các kênh truyền thông và với cái cuộc sống của bạn rồi. Và thực ra thì với cái câu chuyện của Vi ngày hôm nay á, cái điều quan trọng nhất mà chị nhận ra là chúng ta nói nhiều về sự tích cực, chúng ta nói nhiều về cái sự lạc quan. Nhưng mà ở Vi ngày hôm nay nó chứng minh một điều rằng chúng ta không thể có được những điều đó nếu như chị nói bằng lời nói suông. Đúng rồi. Hành trình của Vi nghe kể thì nhẹ nhàng nhưng mà chắc chắn là không nhẹ nhàng rồi. Nhưng cái quan trọng nhất á, mà mình nói là tại sao bạn ấy tích cực được như thế, thì chúng ta nếu như chưa rõ hãy coi lại một lần nữa để thấy rằng là nó phải dựa trên những cái tiềm lực có thật. Phải có kỹ năng, phải có kỹ năng về cái việc là vận hành cuộc sống của mình, chăm sóc trẻ em, phải có một cái sự tự tin thực sự về năng lực làm việc của mình mới có những cái quyết định táo bạo về việc giữ con và chăm con. Như vậy thì cái sự lạc quan và tích cực đó nó không phải là cái chuyện là chúng ta chỉ nói bằng miệng được. Nếu như mà quý vị cảm thấy là trong nhiều hoàn cảnh mình rất muốn sống một cuộc đời tích cực thì không có cái cách nào khác, đó là từ suy nghĩ phải biến nó thành hành động, phải tích cực một cách thực sự bằng cái việc là mình phải có làm được một cái gì đó để mình tin và mình củng cố cái sự tích cực đó.